xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thảo Ami Beauty Spa. Hôm nay cùng mình khám phá ca mụn của bạn khách hàng nam với mình nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Cảm ơn các bạn. Quên mất rồi, không lấy khẩu trang nữa. Chị xin. Này, khẩu trang này đi. Chị nặng mũi, mũi cho kiến nha. Ok nha. Chị Thảo ơi, chị ăn sáng chưa? Tốn lên em. Tiếng gì kêu nhỉ? Nâu đi. Nâu vào cái đầu ngón cái đi. Cái đen đen. Tiếng gì nhỉ? Mọi người nghe thấy không? Tôi muốn mũi bạn này hơi cao một chút đúng không? Nha béo thế đèn hơi cục chứ. Ô, sẹo của kia thế này cũng đẩy lên nhiều ấy chứ chị nhỉ? Hơi cục xuống thế đi nha. Ok. Thầy cho mình cảm giác của chị hơi cao.
Mọi người không kêu nghe thấy tiếng gì nhỉ? Không nghe thấy gì đâu. Đấy, rồi em. Quên mất công tắc wifi mẹ này rồi. Nhưng sao? Mạng nó cái gì nó có báo tin nhắn. Chẳng không qua. Chẳng ảnh hưởng gì. Ra gần nha chị Hồng nha. Hồng chị cái đi. Thấp xuống tí nhá. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để đón nhận những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.